Đồ Gỗ Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em tiếp tục lên sóng để gửi tới toàn thể các bác một bộ ghế móc tàu cũ được làm theo lối cổ, chất liệu bằng gỗ chắc ta. Và bộ này là bộ phiên bản đặc biệt đẹp không đối thủ nữa. Và ghế này là mộng thủng tháo lắp các bác nhá, kích thước siêu to khổng lồ luôn các bạn đó. Và ghế đã hoàn thiện kỹ xi sáp đánh trơ vân gỗ mộc theo đúng lưỡi cổ. Và em xin được đọc thông số luôn kích thước để gửi tới các bác nhá. Đoạn là dài là 2m22, cao lên đỉnh trương kia là 1m41, cao đến mặt sử dụng để ngồi từ đất là 48, chiều sâu trong lòng để sử dụng nhá là 52. Còn ghế đơn này là ngang 82, cao hết ghế là 1m26, chiều sâu và chiều cao cũng như chiếc đoạn kia. Còn cái bàn này là dài 1m45, ngang 87, cao là 69 các bác nhá. Còn hai đôn kẹp hay còn gọi là hai bàn kẹp, một chiều 55 x 45, cao 70 các bác ạ. Và tất cả các cái ván ghế này đều là dày là 1/6 các bác nhá. 1/6. Còn yếm kia là bản không tính cổ nhá. Yếm là to bản là 14 phân và dày là 4 phân, siêu to luôn các bác ạ. Đấy, mộng thủng. Và đá thì là đá Trung Quốc, đá tàu, đá cực đẳng cấp luôn. Đấy vân. Rất là đẹp và chất đá già cứng kể cả từ mặt bàn, mặt đôn. Đây em quay các bác xem cái dáng ghế đơn này ạ. Đây là bộ siêu khủng luôn và cực kỳ đẳng cấp. Đấy, bác nào mà chơi sâu về ghế móc thì các bác quan sát các bác sẽ nhận ra luôn nhá. Đấy, ghế của em đây là dáng từ trên xuống dưới này, rất là đẹp. Tỷ lệ cân đối từ trơn đến móc. Đó. Đây các bác xem này. Cái đường móc này nhá, nó tròn căng hình chữ C luôn. Và các cái móc này rất là khéo này. Và cái ống móc nó mập mạp cho nó không bị gầy mà nó không bị béo nhá. Nó không gầy quá, không béo quá, nó rất là mập mạp tròn trịa, rất là đẹp. Đấy. Chất gỗ thì khỏi chê và chất gỗ này là chất gỗ chắc ta, nó lên men đen đen ánh các bác nhá, rất là già chất. Và đá đây thì không thể chê được luôn ạ. Và rồi. Và các bác xem đây ạ. Từ mộng thủng các anh nhá. Đây mộng xiên đây ạ. Mộng xiên là cả cái vách tròn này đây. Đây cái vách tròn này là cũng làm mộng thủng ra đây nhá. Và đây là mộng thủng dấu đây ạ. Đấy, bình thường sẽ thủng chỗ này nhưng mà đây thủng dấu nhá. Và đây và thủng ở gấp này này. Đấy, rất là kỹ luôn. Và đây là mặt ván ghế đây ạ. Đây các bác xem mặt ván ghế đây có khủng khiếp không? Vân đét luôn và chất gỗ nó già đắng. Đấy, chất gỗ nó già đắng luôn nhá. Em quay sắt camera tất cả các cái lỗi nhỏ nào các bác cũng xem cũng biết hết ạ. Đây là từ yếm đây ạ. Yếm cực to. Đấy, thượng thu hạ phải phách, tức là trên thượng là phải nhỏ hơn ở dưới bệ. Cho nên là dưới bệ mà các cái yếm này nhỏ nhá thì phải nói là nhìn nó rất là kẹt, nó rất là xấu. Đấy, bác nào chơi tinh các bác biết. Đó, và cái yếm cực kỳ to và cực kỳ hao gỗ. Đấy, bộ đại ngoại cơ. Đây. Và ở đây cũng có đường soi này và chân này. Đấy, dáng chân gò rất khéo luôn. Đấy, tròn tròn căng luôn. Rồi. Và đây là mộng mộng thắt này các bác này. Đấy, mộng thắt này. Và một cái yếu tố nữa là cái ghế nó phải có cái tay ra như này. Đấy, cái tay ra, còn bình thường chỉ có dọc thẳng cái này đi thầy là thiếu gỗ mà làm nó không đủ nhá, không chuẩn. Và đây là đôn. Đấy, em quay cũng tương đối thôi nhá, không mà video nó sẽ quá dài. Và chiếc ghế tiếp theo nó cũng như vậy đấy ạ. Đấy, đá thì chắc không có điểm gì để chê rồi. Riêng bộ này nó hoàn hảo đến mức tuyệt đối đấy ạ, trên trường đấy ạ. Đấy, chất gỗ nhá. Đá này đấy. Và từ mặt ghế này đấy ạ. Khiếp không? Quá phê pha luôn. Đây, từ tay này đấy. Em quay bằng điện thoại thông thường nhá, mà quay ngoài trời đâm ra nó bóng. Mà nhìn nó đã đẹp như thế này thì các bác đến xem chắc các bác không thất vọng ạ. Và tiếp theo là chiếc đoạn. Đây, chiếc đoạn em quay tổng thể nhá. Đấy, ghế đoạn rất là trường. Và đây là mặt ghế này. Đấy, và các bác xem này, gỗ thì chắc chấm hết. Chấm hết luôn. Nếu nói nay bảo là lổ bốc phét, nhưng mà tất cả nó thể hiện hết ở trên camera điện thoại các bác đang xem đây. Bóng như thế này mà chất gỗ nó già. Gỗ chắc thì em nói với các bác là nó có rất là nhiều chất gỗ chắc nhá. Đây không phải, đây là chất gỗ chắc đen. Đấy, chất gỗ nó mịn dăm và nó già gỗ. Đó, và đây. Trường giữa này cực to luôn và cực đại luôn. Và làm còn giật khất của này nữa cơ. Đấy. Và chất gỗ thì nếu mà đỏ lon nhá, các loại chắc thái rồi vàng với đỏ lon thì không không nói chuyện qua. Và đây là chắc đen, rất là già, chắc đỏ đen. Đây tay đi ạ. Bộ lè về nguyên zin, lành lặn đến 95% các bạn nhá. Đấy.
em quay chi tiết như này để các bác nào ở xa, các bác không đến trực tiếp tận nơi để xem được, các bác có thể thông qua hình ảnh nhá. Khiêu bộ ạ. Và đây chiếc ghế tiếp theo, tất cả đều như nhau, kể cả từ đá này. Đấy, bên này nó sấp bóng nhá. Đây em quay như này cho các bác xem dễ này. Đấy. Chân gỗ chắc này các bác làm mà tinh ý, các bác nhìn qua phát các bác biết là chất gỗ đẳng cấp luôn. Từ dáng dấp, từ chất gỗ nguyên liệu, rồi thì kỹ thuật làm, mọi thứ đều hoàn hảo đến tuyệt đối. Đấy ạ. Quá phê luôn các bác. Các bác nào mà thực sự yêu thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 499 hoặc 0985 230 888 nhá. Đấy, và bịt sau đây, đằng sau cũng lành tuyệt đối luôn, như mặt trước luôn ạ. Và để lên trước mặt bàn này các bác xem này, vân này nó như là một những cái tầng mây trùng trùng lớp lớp. Phải nói là cực kỳ hiếm em mới sưu tầm được cái bộ ghế mà có cái mặt bàn khủng như này. Đấy, bác nào mà xem thì các bác cảm nhận này, nó quá khủng khiếp luôn. Đẹp thực sự. Và đây là yếm bàn. Đấy, yếm bàn đây ạ. Đen nhánh luôn, nó già như sắt nguội, nó như sừng trâu luôn ạ. Đấy. Và dưới này là một cái đợt để trẻ thuốc nhá. Và em quay tất cả các cạnh cho các bác xem đấy ạ. Nành lặn tuyệt đối luôn. Và các bác có thể qua địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng Hà Nội nhá, để xem tận mắt cái siêu phẩm này cũng như là chọn lựa những cái món đồ khác. Và đây, từ cái đợt để chè thuốc ở dưới cũng là làm tràn tất đấy, làm tràn tất nhá. Và từ các cái yếm ấy này rất kỹ. Và đây, mặt sau ở bên này đây. Đấy, mặt sau đây các bác xem này, gỗ này chắp hai miếng này. Đấy, gỗ mặt sau nó đã đẹp nành như thế này thì chắc không có điểm gì để phải lăn tăn với bộ này. Vâng, và các bác hãy đăng ký kênh nhá, để liên tục theo dõi cập nhật những clip em đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất.